tụ tập bay đi nhảy, vợ con có được hưởng cái gì đâu, à, mẹ cũng chả được một xu một giờ. Đến khi mà vào tù cái là mẹ ơi, lại xin cán bộ, ông ơi ông cho tôi gọi cuộc điện thoại về, tôi bảo gia đình lo cho tôi chân chơi. À, còn thằng thì viết thư chồng mông chồng đít lên viết thư xin ăn đấy, nhưng cứ sảnh về tù cái là tục lấy phép tao trong đấy đầu gấu với đầu mèo, xin lỗi luôn cái con vợ luôn tái bút xong tái mặt luôn. đấy. Thấy chưa? Đấy vợ tiên nói đấy, chồng tái bút một cái là vợ ở nhà tái mặt luôn. Vì làm sao mà tái mặt, nói luôn cho nó nhanh này, viết đơn viết thư về động viên vợ con, động viên bố mẹ thì ít xin ăn thì nhiều, một trang tờ một tờ giấy 32 ba một tờ giấy lửa 1/3 tờ giấy thì là hỏi thăm bố mẹ có khỏe không, vợ ơi anh nhớ vợ lắm, phải chưa? 2/3 thì gạch đầu bờ với gạch đầu dòng, phải chưa? Toàn cân lạc với cân tóc mỡ rồi tiền nọ tiền kia, đúng không anh em? Tù ngày xưa ấy, tù máu này, các anh thời trên tế điện thì họ mới là đẳng cấp, các anh các chú ngày xưa người ta đi tù người ta cải tạo bằng máu luôn, lên trại sao phải xin ai, nhà nhớ thì thương thì lên. Họ sống bỏ luôn. Thấy chưa? Tù bây giờ tù kinh tế toàn giang hồ ối rồi ối dạ. Vào 3/7/21 ngày bắt đầu là chưa chi đã xin xin cái bút xin cái giấy, thấy chưa? Xin cái bút xin cái giấy để viết thư về xin ăn rồi, lo chân chơi rồi. Thế mà cứ xảy ra phải ăn tục nó phét. Tao ở trong đấy bố đời đi cướp của thằng nọ cướp thằng kia, nắm ông kinh lắm, ở ngoài hai tay đao ngồi chém phân phật phật đấy. Đấy gặp đúng đối tượng phát bẻ đao luôn đấy, vì họ biết biết cái chất của ông trong tù rồi. Tế Điền gặp cũng nhiều anh hùng anh bá lắm, ở ngoài đường cầm phóng lợn này dê ngoài đường này kinh lắm. Nó lúc bị bắt vào đấy, lúc bị bắt vào phát nhìn các bố đại ca các cha đầu gấu ngồi trên sàn này nha, ngồi như này phát nhìn đi mẹ, tay xóa xoa xịt cả khói ra khúm lúm bộ mặt đê hèn này nha, em chào các đại ca vào đây mẹ mày bia lỗ người đánh như điếc cả tai này nha. Túi tuổi tôm tế tuổi con chuột, tế tuổi con chuột nói luôn đi anh, tế Bính Thìn như là ở trong tù Tế Điền là nhân dân mà, Tế Điền vẫn bà kể mà Tế Điền vào vẫn bị luật bình thường, Tế Điền vào ăn đòn luôn nè. Tế Điền có Tế Điền có phải là có loại lại loại loại ăn tục nó phét đâu. Tế Điền sống bức thật luôn. Nên mình mới nói như vậy, mình mới chia sẻ để các cháu đừng có bị nhầm lẫn, đừng có nghe những cái thằng thấy chưa? Những thằng giang hồ mạng hay là những cái thằng mà nó cứ bảo là tù sướng lắm, có tiền là sướng lắm, xin lỗi các con vợ luôn. Thấy chưa? Nên các cháu đừng có nghe chuyện đấy. Ăn tục nó phét. Chào Duy Anh nhá. Ok Vân Anh nhá, 1988 chúc em và gia đình những điều tốt đẹp trong sống anh ơi. Đấy ta là tạm giam 4 tháng mới được gặp khốc liệt, khóc hết nước mắt anh ạ. À, đúng rồi em ơi. Hương chuẩn luôn em ạ. À. Ông có ăn tục lấy phép. Các ông cứ bố đời ô vào trong đấy thử vợ thử 2 tháng đéo vào xem. Mẹ cứ thử cắt tiêu xem, không vào thăm xem. Mẹ mày gấu không là ra gấu thành ra gấu giấy luôn, như gấu bông luôn ấy chưa? Anh chào Long Trần nhá. Tạm giam còn khổ hơn tù. Tạm giam là tù, nó là giam giữ thôi, nó lơi chơi tàu thôi, nó là lơi lúc mình mới bị bắt vào nó gọi là chạy giam giữ. Thấy chưa? Nó là lơi giam giữ. Mình cảm ơn cậu cậu ấm nhà giàu nhá, cảm ơn người em. Em chào anh nhé, anh chào Lý Nguyễn nhá. Tạm giam sướng hơn nhìn nhá. Không tạm giam sướng mà được, tạm giam khổ chứ, ngày xưa tạm giam khổ lắm, trại cải tạo với sướng, trại cải tạo là lúc mình cải tạo lên trại cải tạo nó không có chân cướp, lên trại cải tạo là ông của ông nào ông đan đó, rồi tù những thập niên 90 ấy thì trại cải tạo có những trại vẫn cướp cướp từ cổng trại cơ đó, lính mới lên cầm sách đồ lên bị cướp từ cổng trại đấy, thi đua trật tự nó thửa đồ luôn từ cổng trại. Những thập niên 90 đấy, đầu 2000 thì không còn cái tệ nạn thi đua trật tự rồi, người ta hủy thi đua trật tự rồi thì là trại lúc đó với bình những cái loại 597 đấy lên 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 trại Thanh Cẩm ấy cướp từ cổng cổng trại, thi đua nó cướp từ cổng trại, cướp cả bộ quần áo luôn, thích nó cho ăn búa luôn nên sao phải nói nhiều đó. Vào nó cho ăn lạc sườn luôn chân giò. Đúng, đúng đúng rồi em ạ. Ở Bắc Di giờ ai gấu anh, ở Bắc Di làm sao anh biết, anh có vào tù bây giờ đâu mà anh biết ai gấu.
Anh Tế kể về anh Long Tròn đi anh, ông Nguyễn Sơn, anh Long Tròn thì làm gì, anh Long Tròn nó gọi Long Bay Chém rồi, người ta không phải tự nhiên mà ra dưới giang hồ người ta đặt cho cái tên đó, đúng không, phải có thật chứ không có hư. Anh Long Tròn thì đẳng cấp rồi, mà tự nhiên ở với anh Long Tròn ở trên trại giam trong nhà ở bộ 10, lúc anh Long Tròn đang trực buồng ở bộ 10, khi anh Long Tròn về thì lúc anh Phương Bày Tổ lên đó, làm trực buồng thì đây là trực sinh ở buồng đó, sống mình biết chất của người anh Long Tròn, anh Long Tròn anh sống chuẩn chỉnh luôn đó. Anh chào Phạm Toàn nhé, anh nghe rồi, gửi quà vào còn không được ăn luôn chứ cái loại chưa tù ngồi đó mà bốc phép. Anh Tế nhỉ, đúng rồi à, Vân Anh 1988 nên là nói là việc của mồm mấy em, toàn những thằng ăn tục nó phép về tù phát thì trong tù thì khổ đói thối mồm, bây giờ ma mèo bành ma mèo nó cù cho nhột đến tận óc bây giờ lũ lẫn rồi. Chào anh, chúc anh buổi tối vui vẻ, anh cảm ơn Thi Lê Trần nhá, anh cảm ơn em, anh follow lại Thị Lê Trần nhá, anh cảm ơn em. Em bị nghiện bài đêm 30 của anh cảm ơn 9938 nhá, 3938 nhá, đêm 30 gì em. Trong khám lành tôi mới...